Alo, chào các bạn và thằng lùn hot boy xăm chỗ đi mẹ mày. Cái lùn bà mày đủ má mày, cái lùn chó tao đẻ mày ra đi mẹ mày, sao mày ngu chó vậy đi mẹ mày. Tao đủ má 2 tuần nữa đủ má tao về Việt Nam đi mẹ mày, dám ra đủ má sân bay đủ má gặp tao ở đâu không? Đủ má tao đem hàng về luôn cu mẹ mày. Mày muốn cây nào đủ má mày chọn đi, đủ má để cho Bali tao đem về, đủ má không bị bắt luôn á, còn đi mẹ mày, tao không bị bắt, tao không bị bắt á, mẹ tao đem đủ má tao đem hết về luôn. Mày muốn thử không, đủ má mày chơi thế nè, muốn thử không, thử không luôn mẹ mày. 2 tuần nữa thôi đủ má tao sẽ đủ má đem hết hàng của tao về, đủ má thổ chết mẹ mày hết luôn. Mày dám không, dám gặp tao không? Đủ má tao sẽ ở đủ má khách sạn áo dài đường B1B Lê Thánh Tôn địt mẹ mày. Muốn ra chơi thì đủ má gọi tao nè, đủ má chút nữa tao update số điện thoại tao lên, mà tao chưa có số điện thoại Việt Nam. Đủ má mày, tao hứa dinh dự với mày, đủ má mày mà không gặp tao mày là con chó lồn, đủ má là chó đẻ mày ra đi mẹ mày, không phải đi mẹ mày đẻ mày ra, hiểu mày đi mẹ mày. Tao sẽ đem đủ má ít nhất là đủ má 5 cây về đi mẹ mày, có sự chết mẹ mày. Thằng đủ má, thằng nào muốn, thằng nào đủ má căng 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 mày đi mẹ mày, thằng nào căng mày đủ má chơi với tao nữa, tao đủ má nó chơi hết trong chết mẹ nó luôn á, đi bà mày cho lẹ cái chân mẹ mày, mày đủ má mày á, hết bôi xong con cặt cái đủ má mày á. Mẹ mày, cái đồ nhà quê đủ má xong cũng cứt gì á, đủ má tự nhiên xong mấy chữ thạch thu vậy, trên cái bụng chó mày làm gì á, cái nghĩa nó chặt gì đủ má, xong mà cái lương á, đủ má nhà quê á. Mẹ mày, đi chó 2 tuần nữa con, đủ má mày. Tao sẽ về Nam đủ má, tao bắt chết mẹ mày luôn, đủ má, tao đéo bị bắt luôn, đủ má, cho mày coi nè,